Số lượng tìm kiếm từ nước ngoài tới Việt Nam tăng 685% gần 7 lần vào những đêm nhóm nhạc nữ này biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Sự kiện nhóm nhạc Blackpink sẽ lưu diễn ở Hà Nội vào cuối tháng 7 này không chỉ khuấy động thị trường âm nhạc Việt mà còn kéo theo làn sóng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại thủ đô gia tăng chóng mặt. Đại diện của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cho biết đã có những con số bất ngờ về lượt tìm kiếm liên quan đến một số buổi hòa nhạc tại Việt Nam. Với buổi biểu diễn của Blackpink Agoda ghi nhận sự gia tăng hơn 10 lần về lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại Hà Nội so với các ngày trong tuần cùng kỳ trước đó 4 tuần. Điều đó cho thấy người hâm mộ trong cả nước và quốc tế đang rất hào hứng với nhóm nhạc nữ K-pop này, với số lượng tìm kiếm từ du khách trong nước cho đến các điểm diễn tăng tới 14 lần so với các ngày cùng kỳ trong tháng trước. Số lượng tìm kiếm từ nước ngoài tới Việt Nam tăng 685% gần 7 lần vào những đêm nhóm nhạc nữ này biểu diễn tại Mỹ Đình. Không chỉ vậy, trước đó vào thời điểm tour diễn của Blackpink được công bố ngày 26 tháng 6, lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Hà Nội từ nước ngoài cho khoảng thời gian từ 26 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 tăng 300% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, lượng du khách thuộc năm quốc tịch hàng đầu tìm kiếm lần lượt là Việt Nam, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc và Australia tương tự giám đốc quốc gia booking com tại việt nam ông vagen Grover cũng cho biết booking com nhận thấy xu hướng tìm kiếm tăng mạnh trong thời gian này cho các cơ sở lưu trú tại hà nội đến từ các thị trường như hồng kông campuchia đài loan ông vagen Grover đánh giá cảm xúc hồi hộp và phấn khích khi trực tiếp tham dự một buổi biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế luôn mang lại sự phấn khích cho những người yêu âm nhạc trên khắp thế giới và thúc đẩy nhu cầu du lịch của du khách toàn cầu cũng như tại việt nam Chúng tôi đã và đang nhận thấy sự gia tăng nhu cầu về du lịch mỗi khi lịch công diễn của các nghệ sĩ toàn cầu được đưa ra. Tại Việt Nam năm nay, xu hướng cũng vì vậy mà tăng mạnh so với năm 2022. Có thể nói khi âm nhạc thế giới chọn Hà Nội nói riêng hay Việt Nam nói chung là điểm dừng chân, cũng đồng thời tạo ra xu hướng du lịch âm nhạc cho giải đất hình chữ S.